Đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết là đơn vị đã vừa bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán người tại khu vực mốc 62 trên tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc. Bước đầu, 4 phụ nữ đã khai danh tính và năm sinh lần lượt là 1994, 1998, 1999 và 2000, cùng quê ở Điện Biên, và cả 4 phụ nữ đều khai nhận là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc trước đó và bị đưa vào quán massage với mục đích làm gái mại dâm. Đối tượng nam đi cùng khai là Đoàn Xuân Vinh, sinh năm 1999, thường trú ở thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Vinh khai làm nghề tự do ở Hà Nội, được một người tên là Phúc gọi lên Lai Châu chơi và giao nhiệm vụ dẫn gái qua biên giới. Qua lời khai của Vinh, lực lượng bộ đội biên phòng Lai Châu tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng khác có liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra, bao gồm Lý Chín Hùng, sinh năm 1990, Lê Trọng Phúc, sinh năm 1993, Lò Thị Hương, sinh năm 2000. Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu điều tra làm rõ.